mà có từ rất là lâu rồi. Nên là mình không có đèn, nhưng mà nhìn là mình biết nó là cái gì. Lý do là cực kỳ không được. Và từ xưa tới giờ mình làm cho tới bây giờ nó vẫn còn có hiệu quả. Được chưa? À, các phương pháp này đa số là phương pháp hồn y học của chị. Còn theo sự phát triển thì người Mai người ta kết hợp trong Tây y rất nhiều. Ví dụ cái việc mà dùng cái kim châm vàng người ta gọi là phương pháp châm, được chưa? Sau khi châm người ta mắc điện lên, điện là của tay ơi, được chưa? Vậy thì mình sẽ có phương pháp gọi là điện châm, điện châm. Rồi cái màu đỏ đỏ này là vitamin 3B của Tây y, được chưa? Thay vì là mình chích bắp, chích vào bắp tay hoặc là mông thì người ta sẽ châm vào huyệt của y học cổ truyền. Cái này người ta gọi nó là thủy châm. Thủy là nước, nên là do là sử dụng chất thuốc của y học cổ truyền. Được chưa? Và hiện nay thì người ta cũng chế ra một số cái sản phẩm thuốc đông y để thủy châm. Nhưng đa số là ở Trung Quốc sẽ là nhiều hơn. Việt Nam mình thì chỉ mới du nhập vài loại thôi. Rồi cái này là laser châm. Thay vì dùng kim châm cứu, người ta sẽ sử dụng tia laser ha, tác động vào bề mặt ngoài của cái huyệt đó. Rồi còn cái này là châm trên tay, người ta gọi nó là nhĩ châm. Nhĩ châm. Đây là một phương pháp đông y kết hợp. Mình nhìn thì rõ ràng nó chỉ có cây kim cắm lên cái tay thôi, thì nó có vẻ như là y học cổ truyền, được chưa? Nhưng thực ra cái hệ thống mà cả hai lần ngược á, cái hình tay của mình á là hình vào hai lần ngược, có nghĩa là gì? Ở đâu là tim, ở đâu là mắt, ở đâu là phổi, thì cái đó là phát biệt của Tây y, được chưa? Đông y gọi là đồng hóa nó với các tạng phủ của đông y để nghiên cứu, được nha. Cho nên nó vẫn gọi là phương pháp đông tây kết hợp. Thì nãy chị có kể cho các bạn nghe một cái thí nghiệm đó, người ta sử dụng huyệt nội quen với một huyệt trên tay đó, thì người ta sử dụng ngay cái chỗ hố tam giác này ha, cái huyệt gọi là huyệt thần môn mà chuyên điều trị các vấn đề về tâm lý. Rồi nói chung các phương pháp mà nãy giờ mình giới thiệu ha, thuần đông y hay là đông tây kết hợp. Và hôm nay thì mình sẽ học ba cái phương pháp gọi là ứng dụng nhiều nhất và hay gặp nhất, là ở ngoài bìa là phương pháp cứu, cứu dùng cái điếu giống giống xì gà vậy đó nha, ở giữa là phương pháp châm, rồi ngoài cùng là phương pháp xoa bóp. Châm, cứu, xoa bóp là hôm nay mình sẽ được học kỹ hơn. Lý do đây là ba cái phương pháp được ứng dụng khá nhiều ở trong thực tế. Các phương pháp nào thì cũng phải dựa trên lý luận của y học cổ truyền. Lý luận của y học cổ truyền là những cái học thuyết các bạn được học đó, âm dương, ngũ hành, tạng phủ, kinh lạc. Có nghĩa là gì? Không phải ông nào vào cũng dép hơi được, không phải bệnh nhân nào vào cũng cạo gió được. Phải khám là bệnh nhân đó phù hợp thì mới cho làm. Cho nên là rất là nhiều các cái báo đó, người ta đưa tin là sau khi dép hơi người này bị này bị kia, sau khi cạo gió người này bị này bị kia, tai biến rồi đó. Thì đó là do những cái người đó người ta không biết về phương pháp đó, nghĩa là người đó đúng ra là sẽ không được dép hơi, nhưng mà mình không biết, mình cứ dép vào là cứ chắc chắn là nó sẽ để lại cái nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nhiều, được nha. Chị nhớ giùm chị, phương pháp này là những phương pháp không dùng thuốc đều có hiệu quả hết, nhưng phải là người biết chỉ định thì mới làm, được chưa? Rồi đầu tiên khái niệm ha, châm có nghĩa là dùng một cái kim, kim này là kim châm cứu ha, châm vào một vị trí và vị trí đó là huyệt của y học cổ truyền. Nhắc lại ha, dùng kim châm vào một vị trí là huyệt của y học cổ truyền thì mình gọi đó là phương pháp châm. Rồi cứu có nghĩa là dùng sức nóng của ngải cứu để làm ấm cái vùng huyệt đó lên, gọi là phương pháp cứu. Hai cái này nó hay đi chung nên người đã gọi nó là châm cứu, được chưa? Nó là hai phương pháp khác nhau nha, chứ không phải châm cứu là châm xong rồi gọi cấp cứu, không phải.
rồi mục đích phòng và trị bệnh nha. Rồi cách xác định huyệt thì mình học rồi nha. Đầu tiên là cách sử dụng tay nha. Một thốn đã, một ngón cái được ha, một thốn gửi đã, hai ngón, hai thốn đã, ba ngón và ba thốn đã, bốn ngón được nha. Rồi dựa vào mốc giải phẫu hình thể, có nghĩa là sao? Nội mà đọc tên đến vị trí huyệt ra là mình sẽ xác định được liền nhờ vào giải phẫu. Ví dụ huyệt khoảng trúc nằm ở đầu trong của lông mày. Nào thế mình lông mày là của giải phẫu nè, đầu trong cũng là giải phẫu nè, thì mình sẽ xác định được huyệt đó liền, đó là nhờ vào giải phẫu ha. Và dựa vào một tư thế hoạt động của một bộ phận nào đó, ví dụ như là huyệt phong thụy thì người ta nói là gì, mình đứng thẳng như thế này ha, tay để tự nhiên thì ngón giữa nó nằm ở đâu thì phong thủy nó nằm ở đó. Đó cũng là một cái cách để xác định huyệt rồi nha. Rồi dựa vào cảm giác dây ống, và dễ nhất là huyệt thận gốc ha, mình dây ống mình sẽ thấy cảm giác căng tê tức gì đó, được chưa? Rồi cuối cùng là sử dụng máy đo điện trở. Chị cứ nhớ giùm chị, huyệt thì điện trở nó sẽ cao hay thấp? Thấp, hiểu chưa? Huyệt sẽ có điện trở thấp nha. Đây là đường kinh, cái chấm tròn đó là huyệt nằm trên đường kinh. Rồi một cái điểm nào đó nó là huyệt không nằm trên đường kinh, rồi một cái điểm nào đó là huyệt và một cái nơi bất kỳ không phải là huyệt, thì người ta thấy là điện trở của huyệt nằm trên đường kinh là nó sẽ thấp hơn điện trở của huyệt nằm ngoài đường kinh, và nó thấp hơn một cái nơi nào đó bất kỳ ở trên da nha. Cho nên là người ta sử dụng điện châm là vậy. Thế là sau khi châm người ta sẽ gắn điện vô, lý do điện trở thấp thì cái dòng điện nó sẽ ra vào cái dễ dàng hơn, được chưa? Rồi đây là cái kim châm nha, kim châm. Kim châm thì mình sẽ có nhiều cỡ, được chưa? Giống như dao giải phẫu các bạn vậy đó, có nhiều loại, được chưa? Rồi ngày xưa đó thì người ta có thể dùng cái kim này hấp đi hấp lại để sử dụng. Nghĩa là bạn này vào trong cú thì xác cho bạn cái ống nghiệm, trong ống nghiệm nó sẽ chứa rất là nhiều kim. Thấy châm xong là lưu lại, ghi tên bạn lại, xong rồi hấp vô khuẩn, xong rồi ngày mai bạn tới lấy cái bộ đó châm lại cho bạn đó. Nghĩa là cùng một bệnh nhân nó sẽ có một bộ để châm đi châm lại cái bộ đó, chưa? Còn ngày nay á thì người ta mua khuẩn sẵn như thế này, rồi sau đó người ta châm, châm một lần xong bỏ luôn, không có châm lại nữa nha. Tại vì thứ nhất là vì giá nó cũng không có mắc, thứ hai là nó sẽ vô khuẩn nó sẽ tốt hơn, thứ ba là nó không ảnh hưởng đến vấn đề lây nhiễm, và thứ tư là nó sẽ đỡ đau cho bệnh nhân, được ha. Cho nên là ngày nay các bạn sẽ thấy đa số là châm một lần rồi bỏ luôn, nên đi lâm sàng các bạn sẽ thấy người ta luôn, được chưa? Rồi còn quan trọng nhất trong châm cứu là thứ nhất là xác định đúng góc châm. Thế này mình có học rồi, có ba góc châm. Những nơi nghèo cơ dày thì mình sẽ châm châm thẳng 90 độ, ví dụ vai, tay, chân, được chưa? Rồi những nơi nghèo mà cơ nó hơi mỏng thì mình sẽ châm xiên 45 độ, được chưa? Ví dụ như là vùng mặt nha. Còn lại các vùng ngực, bụng, lưng châm xiên là châm phía sau, nó là các tạng phủ. Rồi những nơi nào mà hầu như không có cơ luôn, ví dụ như trên đầu bạch hội đó, thì mình sẽ châm ngang 10 độ, được nha. Vậy thì cái góc châm nó sẽ tùy thuộc vào cái huyệt của mình nằm ở cái vùng cơ như thế nào, được chưa? Rồi khi châm cứu ăn thua nhau là cảm giác tắc ý. Tại sao mà cái người này châm cũng bác sĩ học cổ truyền nhưng mà không có hết hoặc là giảm rất là lâu, còn cái người kia người ta châm 2-3 ngày thì tự nhiên hết, thì ăn thua là châm được cảm giác đắc khí, càng đắc khí thì hiệu quả càng cao, chưa? Thì đắc khí nó là gì? Đối với người thiện muốn thì khi mà các bạn châm kim thì mình sẽ có cảm giác là rít kim. Rít kim là sao? Khi mà mình châm kim vào mình tiến cũng rất là khó, lý do là có cảm giác như có cái gì đó nó ngăn ở dưới. Mình lui cũng rất là khó, lý do là khí nó đã đắp ở dưới đó rồi.
bích kim là cảm giác mà tiếng kim hay là nuôi kim nó đều có cảm giác nó hút tới chứ. Lý do là đã đáp ứng. Thì cái này là phải hút chăm, chăm nhiều thì cái cảm giác tay của ta sẽ rất là tốt. Được chưa? Rồi đối với bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ có cảm giác căng, tê, tức, nặng, mỏi. Một trong các cảm giác đó xảy ra. Được chưa? Rồi giờ mình chưa biết châm cứu, mình muốn thử cái cảm giác căng tê tức nặng mỏi như thế nào đó. Thì bây giờ cả lớp mình nè, giơ cái tay phải của mình lên, giơ cao gì nè, giơ nghiêng, rồi cao lên. Bạn nào cũng giơ hết giơ cao gì nè, chứ không có giơ gì được, phải giơ cao gì luôn. Bạn giơ hết chưa? Rồi giữ nguyên giơ cao gì nè. Rồi thấy sao? Mới giờ chưa được phút. Cảm giác đầu tiên các bạn cảm nhận được là gì? Căng. Căng. Bạn nào cảm giác đầu tiên không có căng không? Hơi tê. Rồi. Thấy căng chưa? Tiếp tục chưa? Rồi ở đây xuống về nhà các bạn giơ tầm 5 phút là đủ hết căng tê. Được nha. Ai mà mới vô chút xíu mà đã mỏi rồi á thì sức hơi yếu đó. Được chưa? Hoặc là tinh lạc rồi được nha. Mà nhớ dùng chị nha. Đối với người thầy thuốc thì cảm giác khắc khí của người thầy thuốc khi mà chăm đi vào là tức kim. Và đối với bệnh nhân thì có thể là căng, tê, tức, nặng, mỏi. Một trong những cảm giác này sẽ ra. Hoặc là nhiều cùng lúc. Được nha. Vậy thì bạn châm cứu có đau không? Có đau không? Đau thì lý do là do mình tác động vật lý vào thì cỡ nào nó cũng sẽ có cảm giác. Được chưa? Bệnh nhân trong lúc kỹ thuật thì nó sẽ không để lại cảm giác nào. Cảm giác đó là qua da thôi. Được nha. Cái ai mà châm cứu đau á thường là kỹ thuật là chưa tốt. Được chưa? Cho nên đừng sợ châm cứu đau. Được nha. Rồi vậy muốn đạt được cảm giác đắc khí thì người thầy thuốc thứ nhất châm đúng vị trí, đủ độ sâu. Muốn đúng vị trí thì anh phải xác định đúng vị. Được nha. Rồi đủ độ sâu thì anh cũng phải chọn đúng góc kiềm. Được chưa? Rồi đối với bệnh nhân thì chính khí phải còn mạnh hoặc là thần kinh cảm giác phải còn tốt. Chính khí còn mạnh là sao? Vì cái người mà người ta vừa mới ốm dậy, người ta vừa mới bị tai biến, sức người ta còn rất là yếu thì những cái người đó đắc khí nó sẽ không tốt bằng những thanh niên. Được nha. Thứ hai là những bệnh nhân mà có các bệnh lý ảnh hưởng đến thần kinh cảm giác. Ví dụ sau tai biến có thể người ta bị mất cảm giác nữa người, sau tai biến người ta bị giảm cảm giác nữa người, hoặc là những bệnh nhân đái tháo đường người ta có biến chứng về thần kinh ngoại vi, người ta cũng bị giảm hoặc bị mất cảm giác và các bệnh lý khác. Vậy thì trên những cái nhóm bệnh nhân mà rối loạn cảm giác năm sau khi châm cứu thì mình phải chú ý. Lúc này mình không còn chờ căng tê tức mạch mỏi bệnh nhân nữa, tại vì bệnh nhân người ta không có cảm giác sao ta biết được. Lúc này sẽ dựa vào kinh nghiệm của người thầy thuốc. Được nha. Rồi về chỉ định và chống chỉ định thì chắc là các bạn không cần học chỉ định đâu. Lý do là hầu như các bệnh lý nào cũng sử dụng châm cứu được hết. Được nha. Mình sẽ học chống chỉ định. Chống chỉ định là gì? Những trường hợp nào không được châm cứu, còn lại là mình đều châm cứu được hết. Tại vì cấp cứu ngoại khoa, rồi các vấn đề về thần kinh, rồi đỡ rét, viêm nhiễm, sẹo, có nghĩa là những cái vùng da đang bị viêm nhiễm, đang bị đỡ rét hoặc là bị sẹo rồi thì mình sẽ không châm trực tiếp trên vùng da đó. Mình có thể châm xung quanh, được chưa? Nhưng mà không trực tiếp vào đó, nó sẽ liên quan đến vấn đề nhiễm khuẩn làm nặng thêm. Được thấy không? Rồi, thứ hai là cái nhóm mà bệnh nhân mà đang quá no, quá đói hoặc là có vấn đề về thần kinh. Thần kinh thì họ chăm rồi, chăm cho nó đánh, chảy không kịp đâu. Được chưa? Chỉ có quá no, quá đói thì mình phải lưu ý. Mấy lưu ý cho y học cổ truyền không, mà bạn nào mà liên quan đến khám ngoại khoa hoặc là đáng cái thủ thuật cho bệnh nhân ấy thì nhớ
là hỏi người ta về vấn đề ăn uống. Ví dụ người ta chưa ăn gì, ta mệt quá thì nên cho người ta uống về bảy nè, được nha. Rồi không trong thì mình có hai miệng, thứ nhất là thần khuyết. Thần khuyết là ở đâu? À, nghe vốn nãy mình có nói chưa, nhũ trung là đầu đuôi vú. Nhưng mà ngay đầu đuôi vú cũng không ai chăm như chỗ đó hết, ngắt thôi là đeo và chỉ chăm thì chị mở, được chưa ha. Hai chỗ con chăm là ngay vốn với đầu đuôi vú. Rồi thận trọng có nghĩa là chăm được nhưng không nên chăm sâu hoặc là không nên đương kim quá lâu nha. Ví dụ phong phủ và á môn nó nằm ở ngay phía sau này nè, mình thấy là phần đầu mình coi phim chủ hay coi phim Việt Nam gì đó, nếu mà đánh nó phía sau này thì sao? À, xỉu hoặc là nhớ à, đây là cái vùng trọng yếu, được chưa? Cho nên là hai cái chỗ này nó nằm ngay phía sau này thì người ta chỉ chăm nông hoặc là người ta chăm không có để lại đầu, được ha. Liêm tiền mình học rồi, phía trên của sụn giác cấp chăm của liêm tiền là hướng tệ. Ở đây là chuyên điều trị là khó nói, khó nuốt nè, nuốt muốn nè, nuốt sạch nè, hướng tệ à, góc lưỡi, được chưa. Rồi vùng ngực bụng thì chủ yếu là người ta sợ ảnh hưởng đến tạng phủ cho nên người ta sẽ tiêm xin nha. Rồi đó là chống chỉ định, học chống chỉ định thôi, còn lại là chống chỉ định hết. Rồi các tai biến có thể xảy ra khi châm cứu mình có sát cái nha. Đầu tiên hay gặp nhất, gặp để xử lý nhiều nhất đó là bụng châm. Bụng châm hay còn gọi là say kim, mình nặng nhất là như sóc, mà hầu như là chưa gặp trường hợp nào mà như thế sóc hết. Say kim có nghĩa là sao? Là những trường hợp mà châm cứu lần đầu tiên, có nghĩa là giống như các bạn vậy đó, là chưa được châm cứu nhưng mà đi lâm sàng mình thích để mình trải nghiệm, thấy chưa? Và sau đó là bác sĩ tới cầm cái kim châm cái để mình tin, có nghĩa là mình chưa có chuẩn bị tâm lý vững vàng á, sau đó mình châm liền thì cơ thể của mình nó sẽ xảy ra một số phản ứng, có thể là mình bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rồi chỉ là nước xỉu. Cái nguyên nhân của cái bụng châm thứ nhất là do bác sĩ chưa giải thích với bệnh nhân. Thứ hai là bệnh nhân châm ở trong tình trạng quá no hoặc là quá đói hoặc là quá mệt thì rất dễ xảy ra bụng châm. Cho nên là nhắc các bạn là gì? Không, các bạn thì không bao giờ dùng châm cứu nhưng những cái thủ thuật có thể các bạn sẽ làm cho bệnh nhân của mình. Thì nhớ là hỏi người ta ăn uống như thế nào trước nha, đừng có vô cái là lượng xài tác học liền, được chưa? Rồi vậy thì đối tượng nhớ chị ha, đối tượng hay xảy ra bụng châm là châm cứu lần đầu tiên nha, rồi bác sĩ không giải thích về thủ thuật và làm trong trường hợp mà bệnh nhân quá no hoặc là quá đói hoặc quá mệt. Vậy thì nếu như lỡ châm rồi, nếu bệnh nhân bị hoa mắt chóng mặt hoặc là bệnh nhân ngất xỉu thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Đầu tiên đang châm cái gì trên người ta thì lấy ra hết, người ta gọi nó là rút kim, được chưa? Đang châm thì lấy ra hết. Thứ hai nếu như người ta tỉnh thì sẽ cho nằm đầu thấp, rồi cho trấn an, rồi giải thích, rồi uống nước đường này đó. Còn nếu như người ta xỉu thì sau khi rút kim nhanh sau đó là mình sẽ làm các cái biện pháp để người ta tỉnh lại. Do lúc này là vận dụng hết cái gì đông tây mình có được đó, dây xương ức nè, tay gọi nè, rồi gì nữa, ống phía sau tay nè, rồi ống chân trung nè, nói chung tất cả những cái gì mà cho tỉnh lại được là học trong cái kỹ năng đó nha. Là cho xong đi cho người ta tỉnh lại rồi mình bắt đầu cũng xử trí là cho nằm đầu thấp, nắp ấm, rồi giải thích, rồi cho uống được thôi, được chưa? Thì nói chung là tùy bác sĩ thôi. Các bác sĩ khác thì hầu như người ta chỉ gặp đợi chăm cái người ta bị hơi bé quấy thì xử trí ok, không có gì hết. Còn đối với chị á, thì chị những cái ca mà chị vụn chăm á, đa số là người ta sẽ bị xỉu luôn. Lý do cái lực khí chị chăm nó hơi khác so với những bác sĩ khác, nên ca nào mà không vụn chăm sẽ không vụn chăm, mà ca nào mà vụn chăm thì chắc chắn vô tay chị là xỉu. Vậy đó, xử trí khá là quen rồi. Cho nên là rất là nhắc các bạn vấn đề là gì? Hỏi người ta trước về vấn đề ăn uống, về vấn đề sức khỏe và giải thích kỹ của mình. Đôi khi là mình tự tin về kỹ năng của mình quá, nhưng mà bệnh nhân á, người ta không biết về cái khái niệm đó, cho nên là
với lại mình cũng chủ quen đó, có nghĩa là mình chăm ok, bị mất tốt, cho nên là mình không để ý tới là người ta ăn uống thế nào. Sau khi mà người ta bị xong mình xử lý xong, mình quay lại hỏi là người ta nhìn đó là sáng giờ rồi đó, giờ do lỗi thì cũng chưa. Rồi các vấn đề phía sau á thì nó ít gặp hơn, ví dụ gãy kim mà như bây giờ không gặp, lý do là kim xài có một lần người ta làm vô cũng hết vô mà, còn ngày xưa là cứ hấp đi hấp lại á thì nó dễ bị lột, hiểu chưa? Rồi chảy máu thì các bạn sẽ để ý theo mô tả của hệ thống kinh đạt thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều cái nơi đi của nó gần gần với mạch máu, rất nhiều nơi đi gần gần với hệ thống thần kinh. Nhưng hệ kinh đạt không phải là mạch máu và thần kinh, hiểu chưa? Cái vấn đề mà chứng minh hệ thống kinh đạt là gì của học hiện đại á, nó là một câu hỏi rất là lâu rồi. Và cái ông Tây Y á, ổng rất là muốn chứng minh thực chất cái hệ thống kinh đạt nè là cái gì của Tây Y. Nghiên cứu được lá chưa rồi, và người ta đưa ra các cái kết luận là gì? Không phải là mạch máu, không phải là thần kinh, cũng chưa tìm ra nó là dòng cái dòng y âm gì so với tên của các bạn. Nghĩa là người ta coi đó nó phải là dòng canxi không, có phải dòng natri, kali gì đó không, và các kết quả thu được là điều không phải. Để cho nó là một cái đặc trưng của hệ thống lý luận dòng của chị. Nhưng có rất nhiều bạn nó đi gần như là trùng với mạch máu và thần kinh, được nha. Thì cho nên là nếu như mà bác sĩ nào á mà xác định huyệt á, nhất là những cái vùng mà đi gần gần nhau á mà xác định không kỹ thì khả năng châm trúng mạch máu và thần kinh vẫn có, được chưa? Tuy nhiên là cái kim châm cứu á, các bạn thấy nó nhỏ xíu à, cho nên giả sử như châm trúng mạch máu rút ra thấy chảy máu thì người ta chỉ cần lấy bông gòn ta nhặt lên là xong, nó không có chảy hồ đẹp gì hết, được chưa? Rồi châm trúng vào thần kinh thì lại càng rất dễ nhận biết, nghĩa là bệnh nhân sẽ có cảm giác nó giật, nó rất là khó chịu. Vậy tưởng tượng bây giờ cộng dây thần kinh nó đang như thế này, thì cái kim nó đang cắm vào cộng dây thần kinh, mình giải quyết sao? Đó, mình rút nó ra, được chưa? Nhưng mà nếu mình rút ra luôn á, thì bệnh nhân sẽ biết là hôm nay châm sai rồi, chưa? Cho nên người ta sẽ rút nhẹ để nó đừng có cắm vào cộng dây thần kinh nữa, và người ta sẽ chuyển cái cặp, được nha. Còn mạch máu thì thường là rút ra xong nó biết châm đi mạch máu, để nó chảy máu, được nha. Rồi, tổn thương nội tạng thì thực ra Việt Nam mình chưa thấy ca nào tổn thương nội tạng, nhưng lý do kim của mình là kim nhỏ. Ông nào ở nước ngoài ví dụ cái kim to hoặc là kim dài như thế này á, ông châm thì nó có khả năng là tổn thương nội tạng thôi, được chưa? Rồi, lây nhiễm thì nó sẽ liên quan đến vấn đề mà chảy máu, kim rồi thủ phẩm gì đó nha. Tại vì tóm lại các bạn nhìn thấy nó sáu tai biến vậy thôi, nhưng mà các tai biến đa số là đều có thể xử lý, và nếu như mà mình biết trước những cái này có thể xảy ra mình hoàn toàn dự phòng được hết, được chưa? Chăm mình xác định đúng huyệt thì nó sẽ không trúng vào mạch máu và thần kinh. Rồi chăm mà vô phòng tốt thì cũng chả bao giờ lây nhiễm, và chăm mình dùng kim bình thường thì cũng chả bao giờ bị gãy kim với tổn thương nội tạng. Và chăm mình hỏi trước, giải thích kỹ thuật trước thì cũng chả bao giờ bị mất chăm. Các cái tai biến này rất là hiếm xảy ra, được chưa? Chị trình bày cho các bạn biết là có những cái này thôi, nhưng mà hầu như trên lâm sàng hầu như không có gặp, được nghe? Và gặp thì cũng dễ xử lý, cho nên châm cứu là một trong những phương pháp mà thế giới người ta xếp vào là nhóm thủ thuật an toàn. Rồi tiếp theo là phương pháp cứu. Cứu các bạn sẽ thấy ở phía hai hình phía trên người ta gọi nó là cứu trực tiếp, hình phía dưới người ta gọi nó là cứu gián tiếp. Mình nhìn coi hai hình phía trên với hình phía dưới nó khác nhau chỗ nào để phân biệt là cứu trực tiếp và cứu gián tiếp. Nhớ đây thôi. Nhìn thì khác biệt là do cái gì đây có cái gì như thế nào thì là cứu trực tiếp, và như thế nào thì sẽ là cứu gián tiếp. Có ai có ý kiến không? Dễ mà. Nào giờ đây không? Được ha, có nghĩa là cứu trực tiếp có nghĩa là gì? Cái bên đó người ta gọi là mồi nhảy, cái cục mồi
giống một tam giác mà nhỏ trên á ha, là mồi ngải. Cái bên đây người ta gọi nó là điếm ngải, được chưa? Thì giữa cái mồi ngải và điếm ngải với da là không có cái gì ở giữa hả, được chưa? Thì giữa thì chỉ có không khí thôi. Rồi còn cú gián điếp là giữa mồi ngải với da sẽ có một cái vật gì đó, có thể là gừng, tỏi hoặc là muối, được chưa? Ngày xưa thì người ta dùng mồi ngải rất nhiều các bạn, vật dụng để làm ngải cứu đó là lá ngải cứu phơi khô. Rồi nhớ vậy nha, vật dụng dùng để làm ngải cứu là lá ngải cứu phơi khô, được chưa? Thế sau khi mà người ta làm ra cái đống này, người ta sẽ nhúng nhúng nhớ lại là từng nhúng ở bên mồi ngải ha, xong người ta đốt lên. Nhưng mà ngày xưa người ta hay làm phương pháp này, nhưng mà ta thấy là gì? Khi mà người ta cháy 2/3 xong ta lấy ra thì rất là dễ bị bỏng. Lý do là đôi khi là mình quên luôn á, mình để nó xong rồi cho nó cháy xuống cái da mình luôn mà, được chưa? Mà và khi mình lấy mà không cẩn thận á thì mình sẽ làm đổ, được chưa? Thì khả năng bỏng nó cao, với lại là mình kiểm soát cũng không tốt, cho nên là bây giờ người ta nén nó thành cái điếu, người ta gọi nó là điếu ngải. Ha, thì khi mà cứu thì các bạn sẽ thấy là gì? Nó tránh được cái việc mà bị bỏng nhau, được chưa? Rồi lý do tại sao người ta sử dụng ngải cứu mà không phải là sử dụng cái vật liệu khác để làm cái vật liệu để làm cứu là gì? Ngải cứu là cái vật liệu mà dễ cháy nhưng rất khó rất tàn. Nên là các bạn thấy là gì? Khi các bạn đốt cái đó đó là cái tàn nó sẽ không rớt xuống mà là nó cứ cháy, nó cứ để lên trên này thôi. Xong có một hết một khúc mình sẽ gạt tàn giống như hút xì gà vậy đó, hút cứu một hồi cái mình gạt tàn đi rồi mình cứu tiếp, được chưa? Hoặc là các bạn để cái mồi như thế này thì nó cháy, nó cũng sẽ cháy xuống theo cái mồi ngải chứ nó không có rớt các cái tàn xuống để mình đi bị bỏng. Đó là lý do tại sao mà ngải cứu, thứ nhất nó là vật liệu thuốc nha, ngải cứu cũng là một loại thuốc. Thứ hai là nó dễ hấp lửa nhưng mà nó khó rút tàn, và cho nên người ta lựa chọn ngải cứu để làm cái phương tiện để làm cho phương pháp cứu, đúng nha. Rồi về kỹ thuật thì cứu nó sẽ có 3 cách. Cách thứ nhất là cứu ấm. Nếu anh để gần quá thì bệnh nhân rất là mau nóng, nhưng mà nóng đó chỉ là ở ngoài da thôi. Nếu mà để xa quá thì nó không có hiệu quả. Vậy thì cái khoảng cách mà an toàn nhưng có hiệu quả đó là 2-3 cm, được chưa? Khoảng cách cứu an toàn và hiệu quả là 2-3 cm, được chưa? Rồi tiếp theo mình có kỹ thuật gọi là cứu xoay tròn. Nếu mình quay lại cái hình huyệt vị ở vùng bụng chẳng hạn, mình sẽ thấy chính giữa là gì? Việc gì? Không được chăm, chỉ cứu thần huyết hay là rốt, được chưa? Thì khúc này là phương pháp cứu, nó sử dụng rất là nhiều ở đây nha. Đầu ra hai bên đây mình có thiên su đại hoành, xuống trên mình có trung quản, dưới mình có quan nguyên khí hải, vân vân. Cho nên nó rất là nhiều huyệt mà nó gần gần nhau. Cho nên là các anh chị có thể dùng cái mồi điếu ngải mà mình đi vòng tròn quanh cái rốt, thì lúc này là nó sẽ cứu được nhiều huyệt cùng một lúc ở gần nhà, thấy chưa? Khoảng cách giữ vẫn là 2 cm so với bề mặt da. Vậy thì cứu xoay tròn nó giống cứu ấm, chỉ có cái là mình đi cái điếu ngải vòng tròn cho nó rộng ra để nó cứu được nhiều huyệt cùng một lúc thôi, thấy chưa? Rồi phương pháp thứ ba là cứu mổ cò. Thì con cò nó sẽ mổ như thế này, được chưa? Chỉ cứu mổ cò là mình cầm cái điếu ngải như trang vậy đó, cầm điếu ngải nha, mình để sát vào cái huyệt, sát thôi nha chứ không có đụng lời bỏng nha, để sát vào cái huyệt thì chắc chắn là cái vùng này nó sẽ nóng lên, da nó sẽ đỏ lên, được chưa? Sau đó bệnh nhân chịu không nổi thì mình sẽ lấy ra, xong mình lại để sát vô huyệt, xong mình lấy ra, xong để sát vô huyệt mình lấy ra, thì khoảng cách lúc này nó không còn là 2 cm nữa, nó để rất là gần da. Để làm cái gì? Những trường hợp cứu mổ cò là nhiệt tác động rất mạnh để đánh được phong hàn ra bên ngoài. Những trường hợp mà phong hàn tạm nó đang mạnh quá thì mình sẽ sử dụng cứu mổ cò, được chưa? Rồi thời gian cứu là 15 phút.
15 có một huyện, nhưng thật ra là người ta sẽ đi hết tất cả các huyện á, mà đang chăm á, người ta sẽ cứu hết một lần như vậy là 15 phút. Được chưa? Đối với người già và trẻ em có thể là thời gian mình sẽ giảm xuống. Rồi nhắc lại nha, về kỹ thuật cứu mình sẽ có cứu ấm, cứu xoay tròn, cứu một phòng. Cứu ấm là khoảng cách an toàn hiệu quả là 2 cm. Cứu xoay tròn là dùng để cứu nhiều huyện gần nhau cùng một lúc. Cứu một tròn thì khoảng cách lúc này nó rất là gần dàn và dùng cho những trường hợp mà không hiện tại nó đang còn hẳn. Được chưa? Rồi chỉ định của cứu thì do cứu nó là làm ấm cho nên chỉ định của nó là các bệnh lý về hèn. Bệnh lý gì mà đang bị hèn hoặc là cơ thể đang bị lạnh thì mình sẽ sử dụng cứu cứu. Rồi chống chỉ định đơn giản là các bệnh lý về nhiệt. Chỉ theo các bạn các bệnh lý gì về nhiệt mà các bạn biết? Sốt. Chưa, bệnh nhân đang sốt không ai rút cái cứu vô đó làm gì hết. Làm gì nó, bị gì nó. Một người đang cút sưng nóng đỏ đeo một cái cũng đừng có đụng cái đó vô. Được chưa? Sưng nóng đỏ đeo các khớp cũng đừng có đụng cái cứu vô. Nói chung cái gì liên quan đến đen người ta đang nhiệt mà cấp đó thì thôi không có sử dụng thêm nhiệt nữa. Được nha. Y học cổ truyền nó nói là gì? Câu mà đầu tiên các bạn phải nhớ là hương thì bổ, thực thì tả. Có nghĩa là sao? Cái gì đang thiếu thì mình phải bổ, cái gì đang dư thì mình phải đánh nó ra. Rồi câu thứ hai mình phải nhớ đó là nhiệt gặp nhiệt tắc buồn, hèn gặp hèn tắc tử. Có nghĩa là gì? Bệnh nhân đang là nhiệt, anh đưa thêm phương pháp nhiệt vào thì thường bệnh nhân sẽ cảm giác là buồn, có nghĩa là ta bực bội, ta bứt rứt, cái nhiệt nó đẩy cao hơn. Bệnh nhân đang là hèn chứng mà anh còn thêm thuốc hèn vô thì khả năng chết rất cao. Được chưa? Rồi tai biến liên quan đến lửa thì nó sẽ có ẩu và cháy và chủ yếu là do nhiễm thuốc thôi. Rồi về kết hợp châm cứu thì các bạn thấy có thể là người ta gắn cái mồi ngải lên cái kim, rồi sau đó khi mà châm vô người ta đốt lên. Được chưa? Cái thứ hai, người ta sau khi châm cứu người ta gắn điện hoặc là không gắn điện, sau đó người ta sẽ dùng cái điếu cạn cứu, người ta cứu lên cái kim. Được nha. Thì cái này là kết hợp giữa châm và cứu, người ta gọi nó là châm cứu. Được chưa? Nó còn có một cái tên khác gọi là ôn châm. Ôn là trong từ ôn ấm á, vừa châm vừa làm ấm thì người ta gọi nó là ôn châm. Được nha, mình nhớ cho chị nha. Châm cứu còn có một cái tên khác là ôn châm, nên là châm xong rồi cứu nhảy lên. Rồi thủ thuật cuối cùng là xoa bóp. Xoa bóp là dùng tay tác động lên da lưng thịt của bệnh nhân nên nó có tác dụng phòng và trị bệnh. Và chỉ định các bạn cũng sẽ thấy là gì, hầu như là bệnh nhân nào cũng xoa bóp được. Đúng không? Giảm đau rồi tăng tuần hoàn, tăng dưỡng giãn cơ, hồi vận động gì đó. Vậy thì mình chỉ học chống chỉ định thôi. Chống chỉ định thì nó cũng na ná như châm cứu luôn. Được chưa? Quá no quá đói ngoại khoa ra liệu pháp tính nó thương gì đó thì mình không định là giống châm cứu. Nó chỉ có khác một cái là gì, bệnh ác tính u nào đang có thì không nên sử dụng xoa bóp. Được nha. Bệnh ác tính u nào đang tiến triển thì không nên sử dụng xoa bóp. Lý do tác dụng xoa bóp nó sẽ đưa tăng cường nhiệt, tăng dinh dưỡng chủ yếu. Vậy thì những cái trường hợp mà u lao đang tiến triển á, mình còn tăng dinh dưỡng, tăng tuần hoàn tới cái chỗ đó thì nó sẽ giống như là mình nuôi cái khối u đó, nó phát triển lên thì nó không ngừng. Được chưa? Còn lại nếu như bệnh nhân có u bình thường ấy, đen bình thường hoặc là chưa có tiến triển á, thì các bạn xoa bóp bình thường. Được chưa? Tại hiện nay tình trạng u rất là nhiều cũng gặp nước thứ hai người thì trong đó có một người bị u. Cho nên là vấn đề xoa bóp cho u nó là chuyện nay người ta đang cứu rất là nhiều luôn. Nhưng mà nếu như những trường hợp mà đang tiến triển thì không nên làm nha. Rồi về lý thuyết thì các bạn học điều trị ha. Các vùng tác động của xoa bóp mình sẽ có bốn vùng là da, lưng cơ, khớp và huyệt. Được chưa? Nhiệm vụ của mình học nè, học làm sao thuộc
động tác tác động lên da là sa sát miếng thương hoặc béo phán. Động tác tác động lên cơ là dây rắn chặt bóp bờ. Tác động lên khớp là tê lưu hoạt động. Và tác động lên miệng là dây rắn mất tiểu. Được chưa? Ít nhất là học vậy đó. Có nghĩa là người ta sẽ hỏi động tác tác động lên da là ABCD. Hoặc là người ta hỏi động tác bóp tác động lên ABCD. Được chưa? Rồi, trong sách của các bạn thì là những cái chữ động thôi. Mình chỉ học những chữ động thôi. Được chưa? Còn những cái này là do chị liệt kê đủ, lý do là chị học là chị học đầy đủ. Ví dụ như chị không thể nào đọc xa xét viết phát được, mà chị phải đọc xa xét viết phương hợp với phát, đó là nó trong đầu rồi. Được chưa? Mình chỉ học những cái âm đọc thôi. Chăm sóc bạn nào mà phát đang nằm ở vị trí là cơ đó, thì các bạn ghi chú là phát và động tác tác động lên da. Được chưa? Không chắc điểm một cái sai là do mới đi học nha. Rồi nha, về nghe học trước. Đi thi cỡ nào có câu này. Được chưa? Rồi đây là các hình ảnh của các động tác ha. Thì phần thực hành các bạn sẽ có một buổi để mình làm sơ qua các động tác. Rồi liệu trình. Một liệu trình một đợt sau đó đó các bạn 2 tuần. Để thường bệnh nhân nghe học buổi chiều vào thì tôi sẽ nằm khoảng 2 tuần ta xuất viện. Nha. Thì mình cũng sẽ xoa bóp khoảng 2 tuần sau khi đau nghỉ để tránh cái tình trạng mà bị xoa bóp. Rồi đối với bệnh cấp tính thì mình sẽ xoa bóp mỗi ngày. Xoa bóp nào người ta hết thì thôi. Còn đối với mạn tính là do cái bệnh lâu dài cho nên là có thể người ta sẽ xoa bóp cách ngày hoặc là một tuần người ta làm 2 lần. Tùy theo bác sĩ chỉ định. Được chưa? Ngoài thời gian nếu như mà xoa bóp toàn thân, ví dụ như là liệt nửa người đó, xoa bóp toàn thân thì là 30 phút. Còn đối với một vùng của cơ thể thì thường sẽ là 15 phút. Đúng nha. Vậy giờ ví dụ một bệnh nhân nữ 20 tuổi vào viện vì đau vùng cổ vai gáy cách đây một ngày, bệnh nhân nằm sai tư thế bị đau cổ vai gáy đến tháng, bác sĩ chỉ định là xoa bóp vùng cổ vai gáy. Rồi đưa liệu trình đưa sao? Xoa bóp bao lâu? 15 phút. Lý do đó là vùng, được chưa? Cách ngày hay là hàng ngày? Hàng ngày do nó là cấp tính, được chưa? Rồi gì nữa? Xoa bóp trong vòng khoảng 2 tuần. Được chưa? Đưa liệu trình là vậy nha. 15 phút mỗi ngày trong vòng 2 tuần, được chưa? Nếu đi thi các bạn cũng sẽ gặp một số tình huống như vậy. Nên chị không hỏi buồn là 30 phút chưa? Được chưa? Rồi đó là bài cho các chị nghe một phút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.